Anh em vẫn ở đây còn rượu kìa, ít thôi, có hai sách, mỗi sách 20 lít, 40 lít, hai mâm, mỗi mâm 20 lít. Đấy, cán bộ ngân hàng, trưởng thôn, phó ủy ban, phá ủy ban đấy, chủ tịch hội đồng dân, cán bộ ngân hàng chính sách. Đấy, đây, mời các bác nhá. Chào các bác nhá. Đấy, mày tôi quay cho các bác cái chặt gà nhá. Một con gà chặt làm 8 đĩa. Chiều các bác thế thôi, con này chỉ đĩa thôi. 2 đĩa. Được. Đấy, thế kia là gà luộc nhá. Đây là món cá rô phi rán này. Đây là vịt quay anh. Vịt quay. Đây là vịt luộc. Đấy, nhiều món ngon toàn đặc sản các bác nhá. Đấy, con anh ấy đang chặt gà đây. Đây, rau tay thớt chuyên nghiệp luôn. Đấy, rau kia bác nhá, đấy. Hôm nay anh em giao lưu ăn cơm nhà sàn đấy với chủ tịch hội nông dân. Đấy. Đây các bác đã giải chiếu kìa. Nhà sàn nhá. Đấy, bếp đây. Tự nhiên này đang làm chấm. Cháu năm nay bao tuổi rồi? 27. Hả? 27. Ui 27 thì chết. À, thì em thôi. Anh Cường à? Quả cho anh. Bắt tay cái cho người lớn nhỉ? Hôm nay con đi đâu anh? À vào nhà anh Cường à? Hôm qua đi chơi à? Hả? Hôm qua đi chơi à? À em về nhà. Anh Tấn gọi lên cũng không lên. Ai ngủ rồi, chú gọi lúc 8:30 mẹ rồi. Anh ăn xong mẹ rồi. Anh chiều đây cắt tóc anh? Ừ. Anh đẹp trai đấy nhỉ? Tí không nhận ra. Cắt đầu chứ không phải cắt tóc à. Đấy, tí nữa vào mâm các bác nhá. Gà đi trên này, gà nuôi tự nhiên rất là ngon, thịt chắc luôn đấy. Đấy, lấy nét đấy. Vừa nãy tôi trêu các bác thì chặt làm 2 đĩa thôi. Con này con cân hơn cân mà chặt 8 đĩa thì con mà mỗi người mỗi đĩa một miếng. Hai mũi đĩa 2 miếng. Đấy, ngồi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tí nữa là chiến đấu. Rất ngon luôn. Này rồi. À vẫn sống anh. Hôm qua là làm món gì? Hả? Qua có vụ gì? Gà. Qua vụ gì? Qua thỉnh thoảng dù lên chơi thôi. À qua em về nhà. Biết không lên, nó cường lên thôi. À. Hôm nay lấy rồi đấy. Chở hai xe về. Đấy, quý đẹp ngon. Hôm nào tổ chức làm bữa đó. Yeah. Có gì ăn đấy, cá. Câu cá nên rán uống rượu. Ao nhà anh có nhiều cá không? Cá ít thôi, tôi nhiều mà. Không có cá chấm không? Có tầm khoảng 2-3 cân không? Hết rồi. Hết rồi à? Rô phi được. Rô phi làm gỏi được mà. Làm gỏi rán được. Chê phi thì ngon quá, nấu canh chua mới nướng. Thế nướng đúng rồi. Nướng. Nào để hòm quả đấy ạ. Ừ. Cứ thư cứ vội gì đâu. À. Chuẩn bị vào mâm các bác nhá. Ông kia không chịu nhiệt rồi xuống rồi đấy. Ông anh áo đen là không chịu được nhiệt để phải xuống này. Em đang giao lưu nhá, đấy các bác này. Em say rồi, em nghỉ rồi, đấy, các bác còn đang giao lưu rồi. Thì vợ đẹp, vợ xem của em đang lên kênh của em rồi. Đang lên kênh YouTube của em. Đấy, hai mâm nha các bác nha. Đấy. Gà vịt, bổ thêm con gà sang gừng nữa các bạn. Đấy, anh em này uống từ mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ đấy anh? Uống từ 8 giờ, bây giờ 9:20 rồi, 1 tiếng 20 phút rồi. Đấy. Anh em vẫn ở đây còn. Rượu kìa, ít thôi, có 2 sách, mỗi sách 20 lít, 40 lít. 2 mâm, mỗi mâm 20 lít. Đấy, cán bộ ngân hàng, trưởng thôn, phó ủy ban, phá ủy ban đấy, chủ tịch hội đồng dân,
đã mua ngân hàng chính sách đấy, đây. Mời các bác nhá. Ngon luôn. Để anh em ăn hoa quả rồi. Đây. Em ăn nhãn thôi. Đây là bệnh nghề nghiệp anh ạ. Đấy, bệnh nghề nghiệp. Nếu mà sành thì quay ngang không bao giờ live stream được. Live stream là quay dọc điện thoại, quay như này thì nó mới cho live stream. Còn nếu quay ngang này nó báo lỗi không quay được. Đây chỉ quay không thường thôi, không phải live stream. Cho nên anh cứ thấy thằng nào cầm điện thoại như này không phải live stream. Còn nếu cầm điện thoại như thế này là đang là live stream. Vì live stream nó không cho quay ngang. Đấy, chỉ như thế này không phải live stream, quay thường thôi. Còn anh live stream đố anh quay ngang ở đây. Nó có cho đâu, Facebook có cho quay ngang đâu. Đấy, anh em ở đấy vẫn đang cạnh cục đi nhá. Ôi, 100% hết. Đấy, CL7 nghe luôn. Yo. Ông kia không chịu nhiệt rồi xuống rồi đấy. Ông anh áo đen mà không chịu được nhiệt để phải xuống này. Em đang giao lưu nhá, đấy các bác này. Em say rồi, em nghỉ rồi, thì các bác còn đang giao lưu với gì vợ, đẹp vợ xem. Khoe em đang lên kênh của em rồi, đang lên kênh YouTube của em. Đấy hai bơm nha các bác nha. Đấy. Gà vịt, bổ thêm con gà rang gừng nữa các bạn. Đấy, anh em này uống từ mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ đấy? Uống từ 8 giờ, bây giờ 9:20 rồi, 1 tiếng 20 phút rồi. Đấy. Anh em vẫn cứ gà đây còn. Rượu kìa, ít thôi, có 2 sách, mỗi sách 20 lít, 40 lít. 2 mâm, mỗi mâm 20 lít. Đấy, cái bộ ngân hàng trưởng thôn phó ủy ban, phó ủy ban đấy, chủ tịch hội đồng dân, cán bộ ngân hàng chính sách đấy, đây. Mời các bác nhá, ngon luôn. Đấy. Để anh em ăn hoa quả rồi.